Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Aerobe nhận NFT đến từ dự án Matrix Market nha các bạn. Trên Follow nha các bạn, trên của đồng coin Follow, một cái mạng lưới rất là tiềm năng. Và cái dự án Matrix lần này thì các bạn cũng đã để ý này. Đợt trước thì ở trên cái mạng lưới Ethereum ấy thì mỗi một cái NFT của dự án Matrix lần ấy có giá lên tới 0.6 nhá. Giá thời điểm đấy nó khoảng tầm 2 đến 3 nghìn đô nha các bạn. Đấy, ok. Thì hiện tại nó phát triển ở trên cái chain Follow và hiện tại nó cho phép chúng ta có thể tham gia và nhận được cái NFT miễn phí nhá. 7.000 winner random sẽ được nhận thưởng khi các bạn tham gia và hoàn thành các bước này. Và chương trình nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 nha các bạn. Còn một tháng nữa để các bạn có thể tham gia vào cái chương trình đến từ dự án Matrix Market này. Và trên là Follow. Đấy, ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào cái địa chỉ này. Sau đấy thì các bạn sẽ connect wallet. Thì mạng lưới Follow thì các bạn nên sử dụng ví BlockTo nhé. Ví BlockTo thì mình cũng đã làm một cái video rất là chi tiết để hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và sử dụng cái ví BlockTo rồi. Bạn nào mà chưa biết cách ấy thì các bạn có thể xem lại cái video ở mình đặt phần mô tả cho anh em xem nhé. Đấy, các bạn nhấn connect này. Các bạn kết nối với ví BlockTo này. Ví BlockTo thì chúng ta chỉ cần kết nối bằng email thôi là được rồi. Các bạn nhấn confirm. Ok. Sau khi các bạn đã kết nối thành công với ví BlockTo thì các bạn sẽ tiếp tục connect Twitter. Chúng ta sẽ nhấn chấp cấp quyền cho nó nhé. Ok, sau khi mà chúng ta thấy hai cái tích xanh này này, có nghĩa là chúng ta đã đủ điều kiện được đăng ký, các bạn nhấn click to register. Chúng ta sẽ phải follow cái trang tweet của nó và tài khoản tweet của các bạn sẽ phải tạo trước ngày mùng 1 tháng 7 nhá. Đấy. Tạo sau thì không được nhá các bạn. Cái này có thể là nó sẽ chống cái việc là cheat đấy các bạn. Đấy. Đấy. Dự án này được follow bởi Follow luôn nhá. Bởi đồng Follow luôn. Các bạn nhấn Follow này. Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ nhấn click to register. Đấy. Thì sau khi mà các bạn thấy cái dòng thông báo success này, đấy thì có nghĩa là chúng ta đã đăng ký thành công rồi và việc còn lại của chúng ta là chờ đợi và chờ những cái update mới nhất đến từ mình và cũng như là ở trong cái channel Tele nhá. Mình sẽ cố gắng update sớm tất cả những thông tin ở trong cái channel Tele. Thì anh em cố gắng là follow cái channel cũng như là join vào group Telegram của mình để luôn được update những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Nếu gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc cho bạn luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của Tiểu Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.